Kính thưa quý vị, các ngài có dạy rằng với cái người bố thí cũng là một cái duyên lành dẫn tới chứng đắc đạo quả, với một cái người trì giới cũng là một cái duyên lành để dẫn tới chứng đắc đạo quả, và với một người tu tập thiền cũng là một duyên lành để dẫn đến chứng đắc đạo quả. Ở đây khi nói tới tu thiền dẫn chứng đến là một duyên lành để dẫn chứng đắc đạo quả, đó là một điều chúng ta rất dễ hiểu. Nhưng mà nói tới bố thí cũng là một cái duyên lành để chứng đắc đạo quả, hay là trì giới cũng là một cái duyên lành để chứng đắc đạo quả, thì chúng ta phải hiểu như thế nào để có thể tiến đắc tới cái đạo quả mà mình mong cầu. Và xin thưa quý vị, do đó cái thời pháp hôm nay chúng tôi xin trình bày về cái pháp gọi là trợ duyên cho năm giới được trong sạch. Bởi vì người Phật tử chúng ta ngoài lĩnh vực bố thí thì chúng ta còn phải có cái lĩnh vực trì giới. Cái người mà bố thí được đặt trên nền tảng giới thì người đó mới có thể quán sát được, và cái người mà trì giới cũng phải biết cái nhân duyên và cái duyên hỗ trợ của giới như thế nào để mà có thể đưa đến chứng đắc đạo quả. Một khi giới mà được trong sạch thì cái điều mà dẫn đến đạo quả đó là một điều dễ hiểu. Nhưng mà để cho cái giới được trong sạch, chúng ta phải biết những cái pháp trợ duyên của nó, của năm giới như thế nào. Và xin thưa quý vị, cái pháp đầu tiên mà để mà trợ duyên đó cho cái năm giới đó chính là Metta Karuna, tức là tâm từ bi. Mà tại sao vậy? Bởi vì thưa quý vị, tất cả những cái giới như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nó đều xuất phát từ cái căn cơ bản hay là cái gốc rễ cơ bản, đó là tham sân và si. Và si thì nó lập cái nền tảng để cho tham sân từ đó nó sinh khởi lên. Và một khi tham sân nó sinh khởi, nó phát triển lên, thì cái người này có thể vi phạm vào cái giới sát sanh, hoặc là giới trộm cắp, hay giới tà hạnh trong dục lạc, hoặc là giới nói dối. Riêng si thì nó làm cho sanh khởi một sự đam mê thích thú ở trong uống rượu, làm hại cái trí mình. Như vậy nếu mà chúng ta bắt lấy chi pháp của năm giới, chúng ta mới hiểu rõ cái vấn đề này nó một cách rõ ràng hơn. Như là người sát sinh chẳng hạn vậy, một cái người mà vi phạm về giới sát sinh thì cái nền tảng hay là cái nhân hoặc là cái gốc rễ khiến cho cái người đó phạm vào cái giới sát sinh đó chính là tâm sân. Bởi vì sát sinh có nghĩa là hủy diệt đối tượng, mà tâm sân thì nó có một cái trạng thái hủy diệt đối tượng, mà đối nghịch với tâm sân nó chính là cái tâm từ. Và một khi mà người có cái tâm mát mẻ thì cái giới sát sanh nó sẽ không có vi phạm. Nhưng mà nói về giới sát sanh nó vi phạm như vậy, vẫn còn là hạn hẹp. Mà rõ ràng hơn thì bất kỳ một cái hành động nào mà gây tổn thương đến cho chúng sanh khác, không phải chỉ là tước đoạt cái sự sống của chúng sanh đó mà mới tạo được một cái nghiệp dữ hay nghiệp xấu, mà trái lại chỉ một cần một cái hành động mà làm đau khổ chúng sanh khác, đánh đập chúng sanh khác, thì cũng đã tạo được một cái nghiệp dữ. Ở chính điều này Đức Phật ngài dạy bà Mallika. Khi bà Mallika hỏi là tại sao có những chúng sanh mà yếu tử hay là hay bệnh hoạn, Đức Phật ngài dạy rằng người nào mà với cái tâm sân hận dùng gậy gộc đao trượng
để sát hại hoặc đánh đập chúng sanh khác. Nếu dùng gậy gộc đao trượng mà sát hại chúng sanh khác thì được may mắn được sanh làm người sẽ là người yếu tử. Còn dùng gậy gộc đao trượng mà làm khổ chúng sanh khác, đánh đập chúng sanh khác, nếu bạn sanh làm người sẽ là người nhiều bệnh hoạn. Như vậy từ một tâm sân, bởi vì tâm sân nó có một tính chất là hủy diệt cái đối tượng đó, nó muốn tiêu diệt cái đối tượng đó. Ở cho nên đối trị với tâm sân nó chính là cái tâm từ. Mà một khi mà có cái tâm mát mẻ thì tâm sân nó không sinh khởi lên, cho nên cái hành động của thân nó sẽ không có vi phạm vào cái giới sát sanh. Rồi bây giờ chúng ta nói tới một cái karuna, tức là một cái tâm bi. Tâm sa từ thì giữ là sự mát mẻ, nhưng mà tâm bi là có một sự thương xót xúc động. Mà khi mà mình thương xót xúc động một người nào đó hay một chúng sanh nào đó thì cái giới sát sanh mình cũng không hề vi phạm, bởi vì mình thương xót những con vật nhỏ, mình thương xót sự sống của chúng sanh khác. Khi mình nghĩ rằng nếu như mình bị đánh đập như vậy thì mình cũng sẽ không hài lòng, và vì sự đánh đập của người khác đối với mình khiến mình bị đau khổ, cho nên mình cũng từ bỏ cái tâm làm hại chúng sanh khác, đánh đập chúng sanh khác. Và thứ gì nhờ có cái phát triển tâm từ tâm bi như vậy, hay là metta karuna này, nó cũng là một cái duyên lành để mà dẫn dắt cái tâm của người hành giả đó sẽ đi theo một cái đường hướng không hề có một cái sự khó chịu, không hề có một cái sự bực tức, không có những cái hành động thô lỗ. Và nhờ có tâm bi cũng như thế đó, và người này khéo léo phát triển thì sẽ trở thành một cái đường hướng mà đưa lên nhàn cảnh. Và nếu cao hơn, người này phát triển qua cái tuệ quán thì cũng sẽ dẫn chứng được chứng đắc được đạo quả. Chỉ một cái giới sát sanh mà được dùng bởi một cái tâm từ hay một tâm bi như vậy, nó có mang cái nhiều lợi ích. Và do đó các ngài dạy rằng cái tâm từ hay tâm bi metta karuna là một cái duyên hỗ trợ cho cái giới được trong sạch. Đây là chi phần thứ nhất. Chi phần thứ hai là một cái duyên nữa để hỗ trợ cho năm giới hay là giới hạnh nó được trong sạch, đó là samma chi quát, tức là chánh mạng. Tại sao vậy? Bởi vì sự sống của mỗi chúng sanh nó đều đính kèm vào trong cái giới hạnh. Cũng vì sự sống của chúng sanh mà chúng sanh khác có thể làm hại chúng sanh khác. Một người vì mạng sống của mình cũng có thể làm hại chúng sanh khác. Nếu không làm hại chúng sanh khác thì sẽ không có được cái loại vật thực để mà dùng. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng những con chim nó có thể ăn những con sâu, rồi những con cọp thì nó ăn những con thú khác, vâng vâng. Cho nên với những hình ảnh đó, chúng sanh tàn hại lẫn nhau cũng cho cái sự sống, mà cái sự sống đó là một cái sự sống nó không đúng pháp, nó là miccha achiwa, tức là tà mạng. Trái lại, nếu một người giữ gìn được một cái sự sống đúng, tức là samma achiwa hay là chánh mạng đó, thì người đó sẽ không vì mạng sống của mình mà làm hại chúng sanh khác. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng nếu như một cái điều nó chưa phải là làm tổn hại đến cái sinh mạng mình, nhưng mà người đó vẫn có thể tạo ra những cái nghiệp tuy rằng nó nhỏ, đại khái như con muỗi nó chích chúng ta thì theo một thói quen người đó sẽ đập nó đi, mặc dù con muỗi nó chưa hẳn là đã làm cho hại mình. Thế nhưng bây giờ chúng ta hãy nhìn lại một cái samma chi quá khác, cũng chỉ vì
bảo vệ cái mạng sống của mình, mà có người có thể tàn sát hay là giết hại những con vật mặc dù nó không có làm hại mình. Như thấy một con rắn nó đang đi tìm ăn, nhiều vật thực, lập tức những người nông dân hoặc là những cái người bình thường như chúng ta kinh hoàng. Bởi sao? Bởi vì có một ấn tượng rằng những con rắn đó nó có những cái chất độc. Một mai bị con rắn cắn thì sẽ mệnh chung, sẽ chết đi. Cho nên vì có bảo vệ một cái sinh mạng của mình, ở cho nên người đó sẽ dùng gậy gộc đao trượng để đập chết con rắn đó đi. Thì cái điều này nó rơi vào Miccha Achiwa, tức là cái tà mạng. Bởi vì gìn giữ sự sống mình mà để tà hại hay giết những chúng sanh khác, đó là điều không hợp lý. Những con vật đó nó chưa chắc nó đã tấn công mình, chưa chắc nó làm hại mình, nhưng mà vì cái bản năng sinh tồn nó tiềm ẩn từ lâu đời ở trong cái quá khứ, cho nên khi gặp những cái đối tượng nào đó mà mình có cái cảm giác rằng nó sẽ gây nguy hiểm cho mình thì lập tức mình triệt hạ nó, triệt hạ bằng cách thẳng tay, không hề có một cái chút động lòng, không có một chút từ tâm, không một chút thương xót nào cả. Thật ra thì chúng sanh đó nó vô tội. Quý vị cứ tưởng tượng đi, nếu như giả sử mình gặp một cái đối tượng nào đó mình chưa đụng chạm tới họ, nhưng mà họ sẽ cầm những vũ khí họ tấn công mình, thì quý vị sẽ có cảm giác như thế nào? Nếu chúng ta nghĩ rằng được như vậy đó, thì đối với những con vật mặc dù nó là cái độc vật nhưng mà nó chưa tấn công mình, nó chưa có làm hại mình, thì bằng biện pháp phòng ngự chứ không nên sát hại nó chẳng hạn. Mà cái người mà bảo vệ được cái sự sống mình một cách đúng đắn như vậy thì cũng thoát ra được những cái điều tai hại, tức là vi phạm vào giới, khiến cho vi phạm về những cái giới hạnh của mình. Mặt khác cũng vì cái mạng sống của mình, vì sự sống của mình, người ta có thể nói dối, hoặc người ta có thể vu khống cho một người khác để có một cái lợi nhuận gì đó. Mà một khi nói dối như vậy thì đã vi phạm vào cái giới hạnh của mình, giới hạnh không được trong sạch. Cho nên với một cái sự nuôi mạng một cách đúng đắn như vậy thì cái giới mình nó được một sự trong sạch. Có một cái người họ nói rằng tôi không có sát sanh gì hết, mà tôi bảo những người này tớ đi chợ mua những con vật như vậy có phạm giới sát sanh không? Vẫn phạm giới sát sanh. Tại sao? Ví dụ như một cái người mà muốn thích ăn cái món này món nọ chẳng hạn vậy, nhưng mà lại bảo không hề trực tiếp đi sát sanh mà bảo người khác đi mua những con vật tới về giết đi làm ăn, thì cái người này vẫn vi phạm vào cái giới sát sanh. Vì sao vậy? Vì cũng đã tạo cái nghiệp xúi dục kẻ khác giết, mà đã nghiệp quả thì nó sẽ trả theo một cách công minh. Khi mình tạo nghiệp đã là một, thứ hai là mình xúi bảo kẻ khác tạo nghiệp, thì chính bản thân mình cũng bị dính vào cái nghiệp đó, xem như mình cũng là cái người mà sát hại sinh vật đó. Và điều này chúng ta thấy rằng ở trong tạng luật cũng vậy. Một vị tỳ khưu mà xúi bảo kẻ khác chết, và kẻ đó mà chết thật, thì vị tỳ khưu đó cũng phạm vào cái giới bất cùng trụ, tức là phải triệt khai khỏi thân đoàn. Đại khái như một vị tỳ khưu mà nhìn thấy một cái người Phật tử đang bệnh vậy, mới ngẫm nghĩ rằng cái người này nếu mà chết đi thì cái người thừa kế sẽ nhận được cái gia tài, mà người thừa kế lại là cái người mà tịnh tính với mình bảo sao họ cũng nghe vậy, cho nên nói rằng này gia chủ, gia chủ chớ có sợ, chết nó không phải là một cái điều xấu đâu, mà gia chủ nên chết đi, bởi vì chết như vậy được tái sanh thiên, bởi vì gia chủ là cái người mà có cái nhiều công hạnh, có nhiều cái thiện hạnh rất là nhiều, rất là tốt đẹp.
Thì cái người Phật tử nào mà thiếu trí nghe vậy à, nghĩ rằng đúng vậy, mình thường cúng dường đến chư tăng, mình thường giữ giới, mình thường tu tập những thiền định, mà nếu có chết đi chắc cũng là một điều may mắn hạnh phúc, mà sống đây nó khổ quá chẳng hạn vậy, người đó mang dao đến cho mình, nó là tự tử. Mà nếu người đó thật sự chết thì cái vị tỳ khưu kia cũng bị phạm vào cái tội paracca, tức là bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn. Một trong những cái trọng giới của vị tỳ khưu là không được giết người. Mà sứ bảo cái khác chết, người đó chết thật thì cũng xem như là giết người, mà đã giết người thì phải bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn. Thì như thế nào cũng vậy, vì cái sự nuôi sống của mình, vì cái mạng sống của mình mà bảo kẻ khác giết hại những con sinh vật khác thì cái sự nuôi mạng này nó không đúng đắn, tức là nó thuộc về cái nuôi mạng tà mạng, hoặc là vu khống người khác, hoặc là vì cái sự sống của mình cho nên phải đi trộm cắp chẳng hạn. Mà một khi trộm cắp này vi phạm vào cái giới hạnh của mình, cho nên cái chi phần thứ hai để hỗ trợ cho cái giới hạnh mình, đó là một cái sự nuôi mạng đúng đắn. Và để nói về nuôi mạng đúng đắn thì cái người Phật tử, quý vị cũng hiểu biết rồi, tức là tránh xa những cái sự buôn bán những cái năm cái loại, tức nhất là không buôn bán về thú vật, không bán người, không buôn bán những vũ khí, không buôn bán những chất độc, không buôn bán những chất sai. Và đặc biệt thêm những bộ chú giải có ghi nhận thêm nữa là không nên buôn bán những tranh tượng lõa thể. Mặc dù mình buôn bán những cái tranh tượng đó xem như nó hình như là nó không có vi phạm gì hết, nhưng mà thật sự những cái loại tranh tượng đó nó làm gây cảm dục cho người khác, nó tạo điều kiện cho người khác phải dính mắc vào cái tham dục. Thậm chí quý vị biết rằng có những nhà họa sĩ họ vẽ những cái bức ảnh nó không được đúng đắn, những bức ảnh đó tuy rằng có mang cái tính nghệ thuật như thế nào đó thì do tầm mắt của cái người nhìn người thích, nhưng mà ở trong nhà Phật thì những cái bức tranh tượng đó không nên có. Mà nuôi mạng vì nuôi mạng mà phải vẽ những bức tranh như vậy, làm những bức tranh như vậy thì là điều đó sai với cái sự nuôi mạng đúng đắn. Hoặc là sáng tác những quyển truyện mà nó mang cái tính chất trụy lạc, rồi nhờ những cái số tiền đó để mà nuôi sống như vậy, thì trường hợp này được gọi là Mitcha Achiwa, tức là cái tà mạng. Tức là những cái nào mà nuôi mạng một cách đúng đắn, tránh xa những nghề nghiệp tội lỗi, tránh xa đến những cái hành động mà nó đem tới sự cảm dục, tâm cái dục lạc cho những người khác. Và mình nuôi mạng một cách đúng đắn nhất với ai cái tỳ khưu là cái người mà thường đi sinh, đừng đi bác. Với người Phật tử thì là bằng những tạo ra những cái của cải vật chất để nuôi mạng, bằng chính những giọt mồ hôi của mình, chính những cái sức lực của mình, mà không vi phạm vào những cái nghề mà nó đem tới một sự tai hại. Và nhờ đó thì cái giới hạnh người này được trong sạch. Xin thưa quý vị, ở chi phần này, ở một đoạn kinh khác thì có ghi nhận Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng cái người một cái duyên để hỗ trợ cho cái giới hạnh lại là cái sự bố thí. Bởi vì một khi mình mà bố thí thì cũng được xem như mình là không dính mắc tới những cái gì thuộc về cái ngoại thân của mình, và một khi đã có đem cho, một khi mà đã có một sự cúng dường thì cái tâm nó lúc nào cũng được toàn tịnh tích tốt đẹp. Nhưng ở đây cái chủ yếu mà dẫn dắt tới chứng đắc đạo quả nó chính là Samma Achiwa, tức là cái nuôi mạng một cách đúng đắn. Những vị tỳ khưu nuôi mạng một cách đúng đắn, rồi những hàng Phật tử nuôi mạng một cách đúng đắn, thì thế gian này nó sẽ hài hòa,
Nó sẽ không có sự dối gạt nhau, nó không có sự lừa đảo nhau, nó sẽ không có sự vu khống nhau, nó sẽ không có sự xuyên tạc nhau. Như vậy thì khu nào mà nuôi mạng một cách đúng đắn thì sẽ không gây chia rẽ ở trong tăng chúng. Như vậy thì khu nào mà có sự nuôi mạng một cách đúng đắn thì sẽ có một sự hài hòa sum họp lẫn với nhau, không có sự tranh đấu với nhau bằng những vũ khí miệng lưỡi để nói xấu nhau hoặc là xuyên tạc nhau. Mà nhờ như vậy thì cái giới hạnh nó được trong sạch. Người Phật tử cũng vậy, nhưng nếu là vì do nuôi mạng một cách đúng đắn, người này cũng sẽ không có tạo những cái sự dèm xỉm lẫn nhau. Chúng ta thấy rằng cái sự nuôi mạng nó một cách bình thường vậy, nhưng mà rất là nhiều nhiều khía cạnh nó dễ dàng vi phạm giới. Chúng ta thí dụ như một cái người muốn ở cái địa vị của một người khác chẳng hạn vậy, vì ở đó cái địa vị đó có lương cao hơn, như là phó giám đốc là muốn đạt được địa vị giám đốc thì phải triệt hạ cái ông giám đốc đó. Mà muốn triệt hạ thì như nào? Phải ngụy tạo ra những bằng chứng, bằng cớ, hoặc là phải xuyên tạc, hoặc là phải nói xấu vu khống để chi, để ông đó không còn làm giám đốc nữa thì mình sẽ lên làm giám đốc. Mà như vậy thì cái lương của mình nó sẽ cao lên, mà khi lương nó cao lên thì mình sẽ sống một cuộc sống nó đầy đủ thoải mái hơn. Và như vậy thì cái điều này nó rơi vào cái tàm hạn. Ở cho nên trong tất cả những cái giới thì Samma Chiu Á là một cái giới cực kỳ quan trọng và nó bàn bạc khắp nơi. Bất kỳ lúc nào mà chúng ta nghĩ tới sự sống, vì sự sống chúng ta đúng đắn thì chúng ta mới tránh khỏi được vi phạm những cái giới. Có những cái giới nó không nằm trong ngũ giới nhưng mà nó lại mang một cái nghiệp quả rất là nặng nề chứ phải không? Như là một câu chuyện đệ tử của Đức Xá Lợi Phất chẳng hạn vậy. Đệ tử Đức Xá Lợi Phất bị thầy rầy, ông nổi cơn giận lên, ông đốt cốc của vị thầy của mình. Quý vị thấy là đốt cốc nhìn bề ngoài hình như là không có vi phạm vào gì cả, nhưng mà nó rơi vào cái giới trộm cắp. Bởi vì tài sản của người khác mình phá hoại đi thì là mình cũng rơi vào cái giới trộm cắp. Và trong đời sống này chúng ta thấy rằng có những cái lúc mà chúng ta do không hiểu biết, do không thấu đáo, chúng ta dùng hành động cũng có, dùng lời nói cũng có để phá hoại tài sản của người khác, để đem cái tài sản đó về cho mình hay cho gia đình mình để mà mình nuôi sống. Nên cho nên các ngài dạy rằng có một cái duyên để hỗ trợ cho giới hạnh được trong sạch hơn nữa, đó là cái nuôi mạng một cách đúng đắn. Samma Chiu Á. Rồi thưa quý vị, một cái duyên thứ ba để mà hỗ trợ cho cái giới hạnh mình được trong sạch nữa, nó chính là Ca Má Sang Qua Rô, tức là cảnh giác. Ca Má có nghĩa là cửu dục, mà Sang Qua Rô thường thường gọi dịch là thu thúc. Nhưng ở đây Ca Má Sang Qua Rô không dịch là thu thúc ở trong dục lạc, mà đối với dục lạc phải cảnh giác dục lạc. Mà nói tới dục lạc thì thường thường chúng ta nghĩ rằng là chỉ có con mắt thấy những cái cảnh sắc đẹp, hoặc là lỗ tai nghe những cái tiếng khen tặng, những cái tiếng ngợi khen, hay là những tiếng du dương. Nhưng mà thật sự tất cả sắc thinh hương vị xúc thì cái người này cần phải cảnh giác đó. Bởi sao? Bởi vì chỉ một cái phút lơ lỏng thì nó sẽ xâm nhập vô, rồi cái người đó phải đi theo. Có một câu chuyện ngụ ngôn nói như vậy: có vị thiền sư ngồi thiền. Khi mà ngồi thiền vậy đó thì có những con chuột á, nó chạy kêu chích 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 chích, khiến gì đó tâm mà bất ổn. Vậy đó mới cảm nghĩ rằng á, là khi mà mình ngồi thiền một cách yên lặng, cần một sự yên lặng, cần một cái sự thanh tịnh. Nhưng mà những tiếng kêu con chuột như vậy khiến cho mình không được yên lặng lắm. Cái vị này mới đi tìm mua con mèo về. Mà một khi mà nuôi con mèo vậy á,
thì vậy này phải đi tìm sữa hoặc là những tìm vật thực cho mẹo nó ăn. Vì có con mèo thì con chuột mới không có. Nhưng mà chỉ vì một tiếng động của một cái con chuột mà cảm thấy khó khăn, phải đi nuôi một con mèo. Mà nuôi con mèo lại là cực chọc hơn là khi không có nuôi một con mèo. Vậy này, câu chuyện thì dài lắm, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ kết thúc ở chỗ này. Tức là chúng ta phải cảnh giác đối với những cái tiếng động lạ lành, cảnh giác đối với cái sự mắt nhìn thấy những cái sắc đẹp đã đành rồi, mà ngay cả vị chất, ngay cả vị chất, tức là cái món vật thực cũng phải cảnh giác đó. Nếu không bị cảnh giác thì có thể một lúc nào đó bao nhiêu công trình của mình nó bị sụp đổ. Đây là trường hợp của vị tỳ khưu được dịch là tỳ khưu Mỹ Hải. Ngài là con của một cũng gia đình trưởng giả. Một lần nọ nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài hoan hỷ xin được xuất gia. Thì Đức Phật ngài dạy rằng á, muốn được xuất gia thì phải xin phép cha mẹ. Khi bao giờ cha mẹ bằng lòng thì Như Lai mới cho thì gia nam tử đó xuất gia. Thì công tử Mỹ Hải về xin gia đình cho xuất gia, thì cha mẹ của vị công tử này nói rằng, này con, khi con còn sống á thì cha mẹ không muốn lìa con rồi. Thậm chí con mà có mất đi á, cha mẹ còn muốn trông thấy cái hình ảnh của con. Nói chi mà lúc mà con còn sống mà cho con đi xuất gia, xa lìa cái đời sống gia đình này. Thì chàng công tử đó nghe nói vậy nằm lăn ra đất, chỉ nói một câu duy nhất à, hoặc là xuất gia hoặc là chết. Vậy mặc cho gia đình, mặc cho thân bằng quyến thuộc, mặc cho những gì thân hữu tới khuyên can, vị này cũng chỉ nói một câu một, là hoặc là xuất gia hoặc là chết. Nhưng đây là một vị công tử con một, ở trên những thân bằng quyến thuộc mới khuyên là thôi giờ ông bà hãy cho công tử xuất gia đi, nhiều khi xuất gia rồi chịu không nổi, khổ cực quá chịu không nổi, bởi vì sung sướng từ nhỏ tới lớn quen rồi. Thì một lúc nào đó sẽ quay trở về, thì mai ra mình còn nhìn được gương mặt. Chứ bây giờ mà mình làm quá, ông nhịn đói là 7 ngày rồi, có thể là ông sẽ chết. Nghe vậy thì cũng đành phải chịu thôi. Nên cha mẹ của chàng công tử đồng ý cho công tử xuất gia. Và thưa quý vị, khi xuất gia thì ngài rất giữ nhìn giới hạnh rất là nghiêm trang. Thậm chí hành cái hạnh đầu đà là đi bát ăn thôi, ai cúng dường gì cũng không có nhận hết, những trai tăng gì cũng không nhận, chỉ đi bát mà dùng một trong những hành đầu đà đó. Thì bây giờ một thời gian có trong cái kinh thành của ngài ở trước đang mở lễ hội, cha mẹ ngài ngồi nhớ ngài buồn. Thì bây giờ có một cô kỹ nữ đi ngang qua, nhìn thấy ông bà buồn, hỏi vì sao mà ông bà buồn vậy. Ông bà mới nói rằng ta nhớ con ta, bởi vì trong những mùa lễ hội nó trang điểm rất xinh đẹp để dự lễ hội với đoàn tùy tùng, thật là vui. Thì cái người nàng kỹ nữ hỏi, ủa giờ công tử ở đâu rồi? Nói con ta đi xuất gia rồi. Nàng kỹ nữ nói, giờ nếu mà bà cho con một cái số tiền lớn, con sẽ dẫn cậu công tử đó về. Thì bà trưởng giả như là người bắt được vàng á, mới hứa với nàng rằng là nếu như con mà dẫn được chàng công tử về, con ta về thì con sẽ là người chủ của cái cơ nghiệp này. Và cô kỹ nữ đó yêu cầu cho 1.000 đồng tiền vàng. Rồi sau khi đi tới cái chỗ mà tu tập của ngài Mỹ Hải á, thì nàng này thuê một căn lầu 7. Rồi khi ngài đi bát ngang qua, nàng dùng những loại vật thực ngon, nàng đặt bát. Quý vị biết rằng là thời đó dân Ấn Độ cũng khổ, cũng nghèo. Thường ngài đi bát thì ngài chỉ nhận những loại vật thực bình thường mà thôi. Nay gặp được cái loại vật thực ngon, thượng vị. Ngày hôm sau ngài đi tới nữa thì nàng này cũng lại tiếp tục đặt.
Vì không cảnh giác được cái vị ngon của loại vật thực đó, cho nên là ngài đã bị nàng kỹ nữ dụ vào trong nhà, rồi lên lầu 1, lên lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5, tới lầu 7. Cho đến lầu 7 rồi đó, thì nàng mới giở trò quyến rũ. Và trong lúc mà sắp sửa mà rơi vào cái bẫy rập của nàng kỹ nữ, làm hại cái giới hạnh của mình, thì ở nơi kỳ viện tịnh xá, Đức Thế Tôn ngài mới mỉm cười. Đức A-nan-đa bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì duyên gì mà ngài mỉm cười? Thì bây giờ Đức Phật ngài nói là hiện nay ở trên cái lầu 7 đang có một diễn ra một cái trận chiến giữa Tỳ khu Mỹ Hải và cái nàng kỹ nữ. Ngài A-nan-đa nói bạch Đức Thế Tôn, vậy sẽ ai thắng? Thì Đức Thế Tôn nói là Tỳ khu Mỹ Hải sẽ thắng. Và trong khi nói như vậy thì ngài phóng hào quang tới. Thì thưa quý vị rằng, với một cái tinh thần đang bị mà quyến rũ bởi nàng kỹ nữ đó, nhưng mà ở trong một cái tiềm thức xa xôi, thì ngài Mỹ Hải vẫn cố gắng chống lại. Nhưng mà tới lúc mà sắp sửa mà buông gươm rồi đó, chịu thua rồi đó, thì hào quang Đức Thế Tôn ngài phóng ra tới, và ngài thuyết giảng lên một câu kệ ngôn. Quý vị nào học Pháp Cú Kinh chuyên đề sẽ tới cái câu kệ đó. Và sau khi nói xong câu kệ ngôn thì như người giật mình tỉnh mộng, và ngài quán sát lời dạy Đức Phật, chứng đắc đạo quả A La Hán, dùng thần thông trổ nóc nhà, bay về kỳ viên tịnh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhắc lại cho quý vị thấy rằng chỉ không cảnh giác đối với cái vị ngon thôi, mà cái công trình tu tập không được Đức Phật ngài kịp thời trợ giúp thì xem như đã tiêu tan. Một câu chuyện khác cũng không có chịu thu thúc cảnh giác đối với sự xúc chạm mà phải mang ân hận, có một cái niềm đau. Câu chuyện này được khởi lên ở xứ Tích Lan. Thưa quý vị, có một cái người, một vị tỳ khưu, sau khi xuất gia trong một cái tự viện của một vị trưởng lão, rồi một thời gian sau nghe danh tiếng của một vị trưởng lão ở một cái tỉnh gần kinh thành, cho nên bạch với thầy mình xin cho đi tới nơi cái vị trưởng lão đó để học tập về pháp luật. Rồi vị thầy rất là hoan hỷ, nhưng mà dặn bảo rằng này con, khi mà con tới đó con học tập, con đi bát khất thực, trong một thời gian con học tập đó, chỗ đường nào con cũng thể đi được, nhưng mà chỉ có một con đường, ngài chỉ ra một con đường đó, là con đừng bao giờ đi bát trên con đường đó, vì nó sẽ có một cái sự nguy hại đến cho con. Thì thú vị, cái vị đệ tử rất tin tưởng thầy mình, ngài đi tới kinh thành đó, ngài học tập gần 3 năm, thì ngày mai là trên đường ngài sẽ trở về để viếng thăm thầy sau khi đã hoàn tất cái khóa học đó. Thì trong hôm nay, sau khi mà biết rõ ngày mai mình sẽ trở về, thì ngài mới ngẫm nghĩ rằng trong 3 năm nay đó, ta không có đi ghé một con đường đó, không hề đi bát trên con đường đó, chẳng biết cái con đường đó có cái gì nguy hiểm mà thầy mình căn dặn mình như vậy. Nhưng mà ngày mai ta về rồi, hôm nay có đi á thì chắc cũng không sao đâu, vì chẳng có gì mà có thể lưu lại ta ở cái tỉnh này, kinh thành này lâu hơn nữa. Cho nên vào buổi sáng đó ngài cầm bát ngài đi khất thực. Thưa quý vị, ở trên con đường đó có một cái nàng tiểu thư rất là đẹp, mà trong tiền kiếp đó chính là có nhân duyên với vị tỳ khưu trẻ này. Cho nên nàng tiểu thư này nhìn thấy vị sa môn đi bát nó tự nhiên xúc động và đi ra đặt bát. Và một khi đi ra đặt bát thì vị tỳ khưu này nhìn thấy cái nàng tiểu thư đó, tự nhiên tâm tư cũng rúng động. Và khi mà nàng dở cái bát đặt
vào vật thực vào trong bát, thì vô tình bàn tay của nàng đã chạm vào bàn tay của vị tỳ khưu, và một cái cảm giác mà lạ lùng nó xuất hiện ở trong tâm của cái vị tỳ khưu đó. Nhưng mà vậy đó cũng còn tỉnh táo để nói, để nghĩ rằng ta là một vị tỳ khưu nhưng mà ta đã vi phạm rồi, vi phạm cái giới. Bởi vì một cái người nữ mà chạm vào tay một cái vị tỳ khưu mà vị tỳ khưu phát sinh xúc lạc như vậy thì sẽ phạm giới tàng tàng, và lập tức vị này cũng sẽ cảm thấy rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và trong khi đặt bát như vậy đó, cái nàng tiểu thơ gói cái vật thực vào trong một cái khăn đặt vô, đặt trong bát. Thì về ngài cũng thọ dụng vật thực xong, ngài cũng trình báo là ngài đã phạm cái giới tăng tàng, là chịu phạt cà sáu đi ma na tá, thì giới hạnh của ngài cũng được trong sạch trở lại, ngài cũng không có gì đến đổi lắm. Bẵng đi một thời gian sau thì có một công việc, ngài trở lại kinh thành cũ. Khi mà ngài đã ở kinh thành cũ thì cái việc đầu tiên mình nghĩ tới, nhớ tới lại là hình bóng của cô tiểu thơ, và hỏi ra thì những người xung quanh đó nói rằng từ khi mà vắng bóng ngài thì cô tiểu thư đó bị tương tư và thời gian sau đã chết, đã chết. Thì nghe cái nàng tiểu thư đó chết, tâm can của ngài cũng rúng động lên, dường như mất mát đi một cái vật gì quý giá vô cùng. Và khi đó thì ngài mới hiểu ra rằng cái sự nguy hiểm mà thầy mình dặn mình là ở chỗ này. Và ngày về, sự tu tập của ngài nó không có còn được cần mẫn như xưa nữa, mà cũng may là cũng còn cái duyên, cũng còn có cái tâm để mà tu tập, để mà vượt qua những cái chướng ngại của nghiệp lực trong dòng luân hồi. Cho nên ở đây không phải chỉ cảnh giác đối với sắc thinh hương, mà ngay cả vị, ngay cả xúc cũng phải cần cảnh giác, cần phải đề phòng. Họ xem như là gặp những cái sắc tinh hương bị xúc nó, như cái người mà đang sẵn sàng chiến đấu với những cái đam mê, những cái thích thú, sẵn sàng chiến đấu để giữ lấy cái mạng sống của mình, như gặp những cái kẻ nghịch thù, nó sẵn sàng nghiền nát mình ra bởi những cái phiền não dục đó. Cho nên cái chi pháp mà thứ ba để hỗ trợ cho cái giới hạnh mà được một cách trong sạch tốt đẹp, đó là kama sanvaro, tức là cảnh giác trước năm dục sắc thinh hương vị xúc. Thu thúc đã đành rồi, nhưng mà thu thúc rồi còn phải cảnh giác nữa. Có những cái lúc mà chúng ta thiếu cảnh giác rất dễ bị nguy hiểm. Đây là cái nguyên duyên thứ ba để mà hỗ trợ cho giới hạnh mình được cách tốt đẹp. Cái điều thứ tư, điều thứ tư là sách chá, tức là một sự chân thật. Ở đây cái sự chân thật có ba cái nghĩa. Thứ nhất là cái lời chân thật, cái lời chân thật. Thứ hai thì như kinh văn ghi nhận rằng có những cái cuộc tranh luận giữa các sa môn hay là những các bà la môn nhau, thì họ nói rằng là những điều ngươi nói ra đều là hư ngụy, chỉ có đây là sự thật. Thì đây là cái sự thật này ý muốn ám chỉ là cái quan điểm về cái chân lý, hay là một cái sự suy nghĩ về chân lý. Nhưng mà sự thật ở đây là sự thật của bậc thánh. Một cái pháp mà giúp cho cái hỗ trợ cho cái giới được trong sạch đó chính là cái sự thật của bậc thánh. Như thế nào? Là phải thấy khổ. Thấy khổ. Cái người nào mà thấy khổ thì bây giờ người đó mới giữ gìn được một cái giới hạnh mình tốt đẹp. Cái người mà chưa thấy khổ thì cái giới hạnh nó không có được tốt đẹp.
Thí dụ như cái người mà thấy là nói dối sẽ là khổ, bởi vì hôm nay ta nói dối thì ngày mai sẽ bị người khác nói dối lại. Hôm nay ta lừa gạt người khác thì ngày mai, ngày mốt, bữa kia hay về sau sẽ có người sẽ lừa gạt lại. Phải sát sanh sẽ là khổ, bởi vì ta giết hại một sinh vật này thì một lúc nào đó thì cũng người khác hay là một cái nhân duyên khác ta cũng sẽ chết như thế đó, sẽ phải trả là cái nghiệp báo này. Mà bao giờ tạo những cái nghiệp báo như vậy thì sẽ phát sinh cái khổ. Thấy được cái khổ đó mới là cái thấy đúng nghĩa sự thật của Thánh Đế. Và thấy được cái nguyên nhân nào mà nó có thể sanh lên cái khổ đó, thì người là thấy được cái nguyên nhân phạm giới như thế nào. Do cái gì? Do tham, do sân, do cái sự nuôi mạng sống, do cái sở hành mà không có cảnh giác. Thấy được như vậy, thấy một cách đúng đắn như vậy, thì bây giờ không cần phải đợi có lúc đối diện với cái sự phạm giới, mà luôn luôn người này sẽ nhìn thấy cái sự nguy hiểm nó đang tới, nó dần dần nó tới, cảnh giác như vậy. Cũng giống như Đức Phật ngày dạy một cái người tử tội, mà Đức Vua nó để trên đầu của người tử tội đó một cái ly dầu đầy, và ra lệnh cho người tử tội đi một khoảng đường dài, và sau lưng người tử tội đó là một cái người đa phủ. Và Đức Vua phán rằng nếu như để cho một giọt dầu trong ly đó nó chảy ra, nó ra khỏi khỏi ly, thì người đa phủ thủ sẽ chém đầu người tử tội đó ngay lập tức. Và người đó, người tử tội muốn sống thì phải cẩn trọng, bởi vì cái lưỡi gươm đang kề kề phía ở phía sau đó. Đi như thế nào mà để cho những giọt dầu ở trong ly nó không bị trào ra, như thế nào cũng vậy. Thì cái sự thật đây cũng vậy đó, là cũng phải thấy tất cả cái chỗ nào nó cũng có cái sự khổ trong đó. Mà muốn thoát khỏi khổ thì phải nghiêm trì cái giới mình, giống như cái người tử tội gìn giữ không cho một cái giọt dầu ở trong ly nó trào ra như vậy. Bất kỳ vi phạm một cái giới nào dù nhỏ nhặt nó cũng có thể dẫn tới cái khổ. Đây là thấy như thật, thấy đúng theo sự thật và hiểu biết như sự thật. Và thấy cái nguyên nhân nào mà khiến cho vi phạm giới như vậy, và cái con đường nào thoát ra khỏi cái phạm giới, thì giữ gìn cái tâm là không có cho nó phóng túng theo tham sân. Và hãy thấy được như vậy thì mới có thể dần dần tụ hội cái duyên này dẫn tới chứng đắc được đạo quả. Bởi vì khi thấy được sự thật của bậc như bậc thánh thấy, hay là sự thật của bậc thánh, thì cái đạo độ đó, con đường đó, nó dẫn tới niết bàn gần kề nhanh chóng. Đây là một cái pháp trợ duyên thứ tư. Và thưa quý vị, pháp trợ duyên thứ năm nó chính là sati sambacchanya, tức là niệm tỉnh giác. Niệm tỉnh giác, đối với niệm tỉnh giác là như thế nào? Niệm tỉnh giác nó khác với những cái người Phật tử chúng ta thọ trì giới như thế nào? Xin thưa, nó khác như vậy. Với người Phật tử chúng ta khi thọ trì giới đó, thì khi gặp cái cơ hội có thể vi phạm giới, người này trực nhớ lại và ném bỏ những cái gì có thể vi phạm giới đang là xa. Như một chàng nông dân ở xứ Tích Lan, một lần nọ lạc bò, con bò đi lạc cho nên đi tìm, chẳng may bị con tăng nó quấn. Mà ngày đó là ngày bác quan trai giới, cho nên người nông dân ta trong tay cầm con dao. Mới ngẫm nghĩ rằng á, sợ con trăng mình nó siết đau quá, mình có thể mình dùng cái con dao này mình sát hại con trăng vi phạm giới, nhưng ném con dao ra xa đây. Do cái tác động, cái tâm lực mạnh vậy, con trăng nó có cảm giác là nó quấn một cái tảng lửa hoặc là một khối lửa nóng bức, nó tháo ra, người động dân đó an lành. Đây là muốn nói về cái giới của người cư sĩ, hoặc là những cái giới mà khi mà gặp chuyện
thì giữ gìn nội tâm không phạm giới. Nhưng ngòn sát tí xâm bá chân nha, tức là cái tỉnh giác là luôn luôn lúc nào cũng quán xét về giới hạnh của mình. Bởi đây là một cái duyên mà dẫn tới chứng đắc đạo quả. Sát tí xâm bá chân nha có nghĩa là niệm tỉnh thức. Nhưng mà niệm tỉnh thức thì nhiều cái đề mục để niệm. Ở đây cái niệm tỉnh thức này dùng cái giới hạnh làm cái đề mục. Ở lúc nào cũng phải chú ý ghi nhận cái giới mình. Trong cái năm chi phần của sát sanh, năm chi phần của trộm cắp, năm chi phần của nói dối, bốn chi phần của nói dối, bốn chi phần của tà dâm, hay là bốn chi phần của uống rượu chẳng hạn. Lúc nào cũng ghi nhận rõ ràng như vậy, và lúc nào cũng tỉnh giác, tức là hiểu biết một cách trọn vẹn sắp sửa bị vi phạm vào một chi phần nào. Thí dụ như giới sát sanh có năm chi, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, ráng sức giết và chúng sanh ấy đã chết. Thì khi gặp chúng sanh có thức tánh, ghi nhận và tỉnh táo liền, tỉnh táo ngay lập tức. Là đây là chúng sanh này không khéo, coi chừng là mình sẽ dễ vi phạm vào giới. Và nếu lơ đễnh thì có thể là khởi muốn giết, thì lúc đó tỉnh thức lại liền, rồi mới ghi nhận liền một cái ác ý nó đã sinh khởi lên và dập tắt những cái ác ý đó, giữ gìn đó. Chứ không phải như vàng nông dân kêu đợi rắn, đợi con trăng nó quấn rồi bây giờ mới nghĩ tới là cầm dao phải giục đi. Nhưng mà khi mà thấy chúng sanh có thức tánh thì ghi nhận và tỉnh giác liền, tức là sáng mắt cho nha, biết rõ có cơ hội nguy hiểm đang xảy đến cho ta, nếu như không khéo thì ta cũng thể vi phạm giới. Nhìn giữ từng chi phần như vậy, thì gặp một cái đồ vật quý tốt, biết vật quý tốt rồi thì cảnh giác ngay trong tâm liền, là tỉnh giác ngay, coi chừng có một ý niệm tham nó sẽ khởi lên. Mặc dù chưa phải là trộm cắp, chưa phải là... mà ao ước có những cái vật quý đó, thì một khi có ao ước những vật quý đó, một lúc nào đó không kiềm chế được thì như sóng trào dân càng ngày càng cao, một lúc nào đó cũng sẽ vi phạm vào thế giới dễ trộm cắp. Bởi sao? Bởi lần đầu tiên thấy thích cái món đó quá, mà cái nuôi dưỡng nó không có tỉnh giác thì dập tắt nó, thì cái sự thích thú đó nó càng tăng lên. Một lúc nào đó để có cái vật đó, không phải là trộm cắp, thì tìm cách nào đó để được có. Mà tìm cách sái quấy như vậy, chúng là đi xin chẳng hạn, hoặc là đi kêu gọi rồi chẳng hạn. Mà điều đó nó không cần thiết để mà có, mà mình dùng một cái thủ thuật nào đó thì nó không phải là trộm cắp hoàn toàn cách nào, nhưng mà giới không được trong sạch nữa rồi, mà không sạch nữa. Nó không được tinh khiết nữa rồi. Cho nên cái tỉnh giác ở đây nó còn cao hơn cái sự cảnh giác, là chẳng những biết rõ coi chừng nó sẽ diễn tiến tới như thế nào. Và quý vị rằng ở đây cái sát tí sát má chân nha có nhà tỉnh giác ở trong cái giới của mình, chứ không phải trong cái đề mục mà tu tập như là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, không phải. Mà dùng giới là cái đề mục mình để mà giữ cái tâm có cái niệm, giữ tâm để có một sự sáng suốt. Và thưa quý vị, ở một cái đoạn kinh khác thì cái chi phần thứ năm này được gọi là appamadena, tức là không có khinh thường, không có xem nhẹ, nghĩa là không có dễ vui á, lúc nào cũng nghiêm nhặt bằng cái sự niệm tỉnh giác, ghi nhận từng chút một và biết rõ từng chút một. Cho nên ở đây có năm cái pháp mà để hỗ trợ cho giới hành được trong sạch, chúng tôi xin lặp lại. Thứ nhất là metta karuna, có nghĩa là khởi lên tâm từ hay tâm bi. Thứ hai là samma chiwa, tức là nuôi mạng cách đúng đắn. Thứ ba là kama sangvaro, cái là cảnh giác ở trong
ngũ dục. Thứ tư là sách chá, là thấy như thật cái khổ của dòng sinh tử luân hồi. Và thứ năm là sati sambacchanya, tức là niệm tỉnh giác hay là tỉnh thức để phòng hộ từng hành động một của mình. Năm pháp này là duyên hỗ trợ cho giới càng ngày càng tăng trưởng và càng ngày càng trong sạch hơn. Và thú vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên, và xin cũng vừa đến cho chư tăng, xin chia đều toàn đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng rồi được hân hoan tấn hóa trong Phật pháp đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.